Em Trung Đồ Lính xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay nhà em về thêm được một mẫu quần short của Thái Lan, hàng có dây rút ống nhá, nó thêm cái dây rút ống rất là đẹp ạ. Hàng 6 túi màu ô liu, hàng 6 túi màu ô liu rất là đẹp, hàng chất vải cốt tông mềm mát, và em đảm bảo với mọi người nó mặc cực bền màu nhá, chứ không phải như cái hàng loại rẻ tiền đâu ạ. Nó là những cái cúc bấm đều bằng đồng hết nhá, cúc bấm rồi cúc khóa này bằng đồng hết ạ, khóa nhôm. Ở nắp ở túi này, ở túi đùi nó có thêm cả một cái túi nhỏ nhỏ ở ngoài này, có khóa kéo rất là đẹp nhá, có cả dây rút ống trông rất là khỏe khoắn. Mình thích thì mình để dài dài, còn không mình buộc gọn nó vào không ảnh hưởng ạ. Các cúc đều rất là chắc chắn. Em có 4 size cho mọi người nhá. Size 30 là bụng nó tầm 80-82, dài 59. Size 31 là bụng nó 84-86, dài 60. Và size 32 của nó là bụng 88-90 nhá, 88-89-90, dài 61 nhá. Và size 34 của nó, size 34 là bụng 94-96, dài 62 nhá. Anh nào vừa số nào thì nhắn tin cho em qua số điện thoại Zalo 0378 050027 nhá. Em bán giá là 300.000 một chiếc, cộng phí ship toàn quốc nhá. Phí ship toàn quốc là 30.000 một chiếc quần, tổng là 330.000. Mọi người đến kiểm tra hàng và thanh toán là ok ạ. Rồi, em xin chào mọi người nhá.